Hey, what's going on? Mình là Dũng và chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của T-Mobile. Mở khóa nhận diện về khuôn mặt có lẽ đang là một trong những cái bảo mật đang được mang trở lại bởi ông lớn Samsung, Apple và gần đây nhất đó chính là Xiaomi, với điển hình đó chính là chiếc Xiaomi Mi Note 3. Và trên tay mình hiện tại không phải là chiếc Xiaomi Mi Note 3 với cái tính năng nhận diện mở khóa một khuôn mặt, nhưng chiếc Mi 5 của mình hiện tại đang có cái tính năng bảo mật đó. Còn bây giờ các bạn hãy cùng mình đi vào video để cùng trải nghiệm cũng như là khám phá tính năng nhận diện mở khóa một khuôn mặt trên cái máy Xiaomi. Ok, đầu tiên là trong phần cài đặt hay cụ thể hơn đó chính là phần bảo mật và mật khẩu. Thì ở đây các bạn sẽ thấy dòng chữ đó là Add Face Data. Thì cái dòng chữ này đó chính là cái tính năng mở khóa mở khuôn mặt. Và nếu như các bạn muốn sử dụng nó thì các bạn sẽ ấn vào cho mình để có thể thêm cái khuôn mặt của mình vào. Ở đây thì mình đã cài mật khẩu thì mình sẽ ấn nó vào nè. Đó, sau khi các bạn đã ấn cái mật mã của bạn xong thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có đó là một hình khuôn mặt của bạn cũng như là một cái hình chiếc điện thoại, và các bạn phải giơ nó lên để khuôn mặt của bạn vào. Ở đây thì mình sẽ nhấn Next nè. Và nó sẽ hiện ra một cái vòng tròn nhỏ cũng như là đây chính là giao diện camera trước. Và các bạn sẽ phải đưa khuôn mặt của các bạn vào để có thể thêm được cái khuôn mặt của bạn. Ở đây thì mình sẽ đưa khuôn mặt của mình vào này. Mình sẽ thêm lại nha. Hồi nãy hơi fail một tí thì bây giờ mình sẽ add lại khuôn mặt của mình này. Đó. Và sau khi các bạn đã thêm khuôn mặt của mình thành công thì các bạn hãy ấn tròn cho mình. Đó. Thì ở đây các bạn nó sẽ cho các bạn đó là unlock using face data, tức là các bạn sẽ unlock máy bằng cái khuôn mặt của mình. Ở đây mình sẽ bắt đầu nhé, mình sẽ tắt nguồn máy đi này và mình sẽ mở lên. Đó, tốc độ mình thấy các bạn thấy này, nó rất là nhanh. Mình sẽ thử lại các bạn nhé. Đó, mình tính ước chừng đó là khoảng gần 1 giây, mình sẽ thử lại cho các bạn này. Đó, bây giờ thì mình sẽ và mở khóa sẵn và giơ lên này. Đó, rất là nhanh, mình sẽ thử lại nhé. Đó, rất là nhanh. Và cái điều kiện mình thử ở đây đó chính là trong cái điều kiện đầy đủ sáng thì nó cũng nhận diện cũng rất là nhanh và chính xác. Như các bạn đã biết thì cái điểm yếu nhận diện mở khóa khuôn mặt này thì đó chính là các bạn có thể sử dụng một cái bức ảnh selfie để các bạn có thể dùng để unlock cái máy đó. Còn bây giờ thì mình sẽ thử dùng một tấm hình mà mình selfie để coi là cái tính năng mở khóa một khuôn mặt trên Xiaomi nó có mở được hay không nhé. Thì ở đây mình sẽ lấy chiếc G7 Pro này để selfie một tấm và mình sẽ thử cho các bạn coi. Ok, các bạn có thể thấy ở đây chính là khuôn mặt đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ của mình. Và bây giờ mình sẽ thử đưa cái khuôn mặt của mình lên trước cái... Ok, thì đây là cái tấm hình mà mình vừa selfie xong. Và cái tấm hình này mình nghĩ cũng để lên bàn thờ cũng được đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ đưa cái tấm hình selfie này của mình trước cái camera của chiếc Xiaomi Mi 5 và để thử xem nó có nhận diện mở khóa được hay không nhá. Bây giờ mình sẽ thử này, mình sẽ mở máy lên và giơ vào. Nó... Đó, các bạn thấy nó không nhận, mình sẽ thử lại nhá. Thử lại này. Mình sẽ đưa xa ra một tí. Nó vẫn không nhận các bạn ạ. Mình sẽ thử lại lần thứ ba nhá. Cái này bị nghi rồi, mình sẽ thử lại này. Này nhá. Này các bạn coi này. Mình sẽ mở này. Bởi vì không sử dụng được cho nên nó đã bắt buộc mình phải sử dụng password để có thể unlock được máy. Rồi, bây giờ mình sẽ thử lại lần thứ tư nhá. Này, mình sẽ giơ chiếc máy của mình ra, camera ra trước này. Không được các bạn ạ. Đó, các bạn thấy nó bắt buộc mình phải dùng password để có thể đăng nhập vô máy. Và các bạn có thể an tâm khi sử dụng cái tính năng mở khóa một khuôn mặt này rồi. Ok, vậy là hồi nãy các bạn đã thấy rằng là mình đã sử dụng một tấm hình selfie ở trong một cái gọi là điều kiện hoàn chỉnh nhất mà nó cũng không mở khóa được với cái tính năng nhận diện mở khóa một khuôn mặt trên chiếc Xiaomi Mi 5 này mà mình đã có. Còn bây giờ thì mình sẽ dùng cái ảnh selfie này của mình để có thể add cái khuôn mặt của mình vô, tức là mình thêm cái khuôn mặt của mình vô phần mở khóa ấy, để coi là nó có nhận hay không nhá. Ok, vậy là vừa rồi mình đã xóa đi cái khuôn mặt cũ của mình và bây giờ mình sẽ thử thêm cái khuôn mặt này của trên cái tấm hình selfie này của mình vô nhá. Rồi nè, đây nó sẽ hiện ra camera trước và mình sẽ đưa vô đó các bạn thấy nhá. Đó, mình sẽ đưa vô. Nó không nhận các bạn ạ. Có vẻ hơi lâu nhỉ.
Li skip này, nó bảo mình giữ im này, mình sẽ giữ im nhá. Nó không thêm được luôn. Rồi vậy là nó đã không nhận cái dữ liệu khuôn mặt này của mình. Và qua bài test này thì mình thấy rằng cái tính năng mở khóa nhận diện khuôn mặt trên chiếc Xiaomi Mi 5, hay nói đúng hơn đó chính là trên chiếc Xiaomi Mi Note 3, thì mình thấy rằng là nó có cái độ bảo mật rất là cao. Các bạn có thể thấy rằng mình đã dùng một tấm ảnh selfie để mở khóa khuôn mặt của mình và nó cũng không được. Và cũng như là các bạn dùng cái tấm ảnh selfie khuôn mặt này của mình và để add vô, ý mình là thêm dữ liệu khuôn mặt vô ấy, thì nó cũng không nhận được luôn. Ok, và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ tới cho các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn có thấy nó hữu ích hay không? Hãy like cũng như là share video với bạn bè nhé. Và đừng quên ấn subscribe kênh YouTube của T-Mobile. Mình là Dũng và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.